Ngày 4 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai người gồm Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên SNB Holding và Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bà Linh và bà Thủy bị điều tra về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Thông tin từ Bộ Công an cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can đã có hành vi lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số bộ, ngành tạo điều kiện giúp công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 để trục lợi. Đây là diễn biến mới nhất quá trình C03 mở rộng điều tra vụ án Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm. Sau gần một năm khởi tố vụ án, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 102 người liên quan vụ công ty cổ phần công nghệ Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Trong đó có 8 quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và hàng chục lãnh đạo, cán bộ CDC, Sở Y tế các tỉnh, thành phố. Mới đây nhất, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ông Trịnh bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, có 3 nguyên ủy viên Trung ương Đảng bị bắt là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.